Còn về muối tiêu dễ làm lắm, cũng không khó đâu. Thì muối tiêu là mình làm sẵn đi, mình làm sẵn hủ tiêu ở nhà, vậy thì trong muối tiêu nó cũng có đường, gọi là đường mà đường đường nâu á, thì mình xay dĩa ra chung với tiêu và muối rồi ăn tất cả những rau hấp đó, hấp thì hoặc là rau luộc gì đó củ, rồi mình chỉ cần lấy muỗng tay mình búng cái đồ đó thôi, rồi lấy muỗng cái đó, sợ nhiều khi lấy